Ở đời thường có những chuyện xui xẻo bất ngờ xảy ra với tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một người hạnh phúc và một người đau khổ tùy thuộc vào sự phản ứng của họ ra sao trước những hoàn cảnh xui xẻo đó. Hãy tưởng tượng một buổi chiều đẹp, bạn đi chơi vui vẻ với bạn bè ở ngoài biển. Khi trở về nhà, bạn thấy một đống phân bò, không biết ai chở một xe tới đổ trước nhà bạn. Ở đây có ba điều cần biết về đống phân này. Một, bạn không có đặt mua nó, đây không phải lỗi của bạn. Hai, bạn bị mắc kẹt với nó, không ai biết người nào đã chở tới đổ ở đây, nên bạn không thể gọi họ tới hốt đi được. Ba, đống phân bò này vừa dơ vừa thúi, mùi của nó xông đầy vào nhà bạn, làm ai cũng phải bịt mũi nhăn mặt. Trong câu chuyện này, đống phân bò trước nhà bạn tượng trưng cho những hoạn nạn xui xẻo bất trắc xảy ra trong cuộc đời. Và cũng có ba điều cần biết giống như trên đối với sự bất hạnh. Một, bạn không có đặt mua nó, đây không phải lỗi của bạn. Bạn nói, tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi? Hai, bạn bị mắc kẹt với nó, không ai có thể tới lấy nó đi được. Ba, thật là tức, sự xui xẻo này đến phá hoại hạnh phúc của bạn, làm bạn khổ sở vô cùng. Có hai cách đối phó khi bị mắc kẹt trước một đống phân như vậy. Cách thứ nhất là mang nó trên người, như nhét nó vào túi quần, túi áo. Có người bỏ nó vào túi đeo lưng hoặc vali xách tay. Có người còn trét nó lên quần áo. Bạn sẽ thấy, khi mang theo nó trên người như vậy, thì nhiều người sẽ lánh xa bạn, ngay cả những người thân nhất. Mang phân trên người tượng trưng cho giận dữ, buồn phiền, chán đời, trầm cảm. Đây là lối phản ứng tự nhiên của đa số mọi người khi gặp nạn. Nhưng làm như vậy thì chúng ta sẽ mất đi nhiều bạn bè và người thân. Điều này cũng tự nhiên và dễ hiểu, bởi vì họ đâu có thích ở gần khi chúng ta tỏa ra đầy trược khí. Hơn nữa, cái đống phân kia đâu có nhỏ bớt đi, và mùi của nó càng ngày càng hôi thối, khó ai chịu nổi. May thay, có cách thứ nhì. Khi bất thình lình có một đống phân, không biết ai đổ trước nhà mình như vậy, thay vì buồn phiền mang nó trên người, thì bạn hãy ra tay dọn dẹp nó, đem cuốc, xẻng, xe bùa ếch ra làm việc. Bạn phải xúc từng xẻng phân, chất lên xe bùa ếch, đẩy ra sau giường, cuốc đất đào hố đổ xuống. Đây thật là một công việc nặng nhọc, cực khổ, tốn nhiều thời giờ, nhưng bạn biết không còn cách nào khác nữa. Ban đầu, có thể bạn chỉ xúc được nửa xe bùa ếch trong ngày mà thôi. Nhưng dù sao, bạn cũng đã làm một điều hữu ích để giải quyết vấn đề, thay vì ngồi đó than thở chán đời. Mỗi ngày bạn kiên nhẫn xúc đi một chút phân, và từ từ đống phân nhỏ dần. Nhiều khi phải trải qua nhiều năm tháng. Nhưng một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn sẽ thấy đống phân kia không còn trước nhà bạn. Và hơn thế nữa, một việc kỳ lạ đã xảy ra ngay phía sau nhà bạn. Những bông hoa tươi đẹp đã chen nhau đua nở tưng bừng trong vườn nhà bạn. Mùi hoa thơm tỏa ra tận ngoài đường, khiến người hàng xóm và khách bộ hành đi qua phải mỉm cười hoan hỷ. Mấy cây ăn trái trong góc vườn của bạn cũng sai trái nặng trĩu. Những trái cây này ngọt chưa từng thấy, và nhiều đến nỗi bạn ăn không hết, phải đem chia cho hàng xóm và kẻ qua đường. Xúc từng xẻng phân tượng trưng cho sự đón chào những hoạn nạn xui xẻo, xem chúng như là phân bón cho đời bạn. Công việc này bạn phải tự làm lấy, không ai có thể làm thế cho bạn được. Chịu khó cuốc đất đào lỗ trong vườn tâm của bạn, ngày qua ngày, cái đống phân đau khổ kia sẽ nhỏ dần. Bạn có thể tốn nhiều năm, nhưng một ngày nào đó, bạn không còn thấy đau khổ trong đời bạn nữa, mà ngược lại, phép lạ sẽ xảy ra. Những đóa hoa thương yêu sẽ nở rực trong lòng bạn, với hương thơm từ bi tỏa khắp xung quanh, bay tới hàng xóm và người thân của bạn. Những cây trí tuệ lớn lên sau giường, cho ra những trái hiểu biết ngọt ngào về bản chất cuộc đời.
bạn sẽ vui sướng chia sẻ những hoa trái thơm ngọt này với tất cả mọi người. Một khi bạn đã đếm mùi khổ đau, hoạn nạn, rút tỉa được bài học và từ đó làm đẹp vườn tâm của mình, khi đó bạn mới có thể giang tay ôm những người đang chìm sâu trong thống khổ và nói nhỏ: "Tôi hiểu." Và họ sẽ nhận ra ngay là bạn thật sự hiểu họ, hiểu niềm đau của họ. Đây là khởi đầu của lòng từ bi. Sau đó, bạn chỉ cho họ thấy cái xe bùa ếch, cái xẻng, cái cuốc, cùng với sự kiên nhẫn của bạn, và khuyến khích họ vượt qua. Người ta không thể chỉ cho kẻ khác những gì mà chính mình chưa trải qua. Tôi biết có rất nhiều vị sư rất giỏi về thiền. Họ sống tỉnh thức an lạc và bình tĩnh trước nghịch cảnh. Nhưng chỉ có một số nhỏ trở thành những bậc thầy lớn. Điều này có làm tôi thắc mắc. Giờ đây theo tôi hiểu, những vị sư có cuộc sống tương đối nhàn hạ, ít gặp phải phân bò, thường khó trở thành những bậc thầy lớn. Chính những vị sư thường gặp nhiều phân bò, can đảm lặng lẽ xúc dẹp và chuyển nó thành một vườn hoa đẹp, là người dễ trở thành những bậc thầy lớn. Họ đều có trí tuệ, từ bi và bình an. Những người nào gặp nhiều phân bò hơn thì sẽ có nhiều từ bi, trí tuệ hơn để chia phát cho người khác. Nếu bạn là người muốn làm lợi ích cho cuộc đời hoặc muốn đi theo con đường từ bi, thì lần tới khi gặp hoạn nạn xảy đến, bạn hãy nói: "Hết xảy, lại có thêm phân bón cho dưỡng tâm." Nghề phù. Có một nữ cư sĩ tên Thu ăn chay đã lâu. Mấy năm trước qua Úc định cư, năm ngoái bà Thu gọi điện đến cho tôi, kể là mình bị băng huyết, uống thuốc gì cũng không cầm, chẳng biết phải làm sao. Vừa tiếp điện thoại, tôi có cảm giác bà đang phá giới, liền hỏi: "Bà có giết gà hoặc làm nghề gì liên quan đến kinh doanh thịt chúng sinh không?" Bà tỏ vẻ rất kinh ngạc, vội kể là hiện tại mình đang làm thu ngân cho một siêu thị, ông chủ là người Trung Quốc, cư xử với bà rất tốt. Vì muốn giúp bà kiếm thêm nhiều tiền, nên kế bên bàn thu ngân, ông còn lập thêm một lò nướng điện, để bà tranh thủ lúc rảnh thì phụ tẩm ướp gia vị vào con gà mà nhà bếp đã giết rồi và cho vào lò nướng. Bà hỏi: "Làm vậy mà cũng tính là phá giới hay sao?" Tôi không đáp ngay, mà hỏi lại bà: "Giả sử có một nhóm người đi cướp ngân hàng, đến nơi họ thuê tôi đứng canh cổng giúp cho họ, bà hãy nói xem, khi cảnh sát đến phá án, họ có bắt tôi hay không hả? Vì vậy, nếu những người đích thân cầm dao sát sinh mà có ai tham dự vào, dù chỉ làm công tác phụ giúp thì cũng đồng tội. Bà là đệ tử tại gia của Phật, đã thọ giới, sám hối, thệ dứt trừ ác nghiệp, vốn là đời này túc nghiệp đã trả hết rồi, vậy mà bây giờ lại đi tạo thêm tội mới nữa. Cho dù là bà không giết vật, chỉ tham gia làm công tác phụ tạm ướp gia vị và nướng chín thôi, thì điểm chính cũng là mượn đây để gia tăng thu nhập cho mình, mà việc này Phật từng xếp loại thuộc về nghề bất chính, là tà nghiệp chứ không phải chánh nghiệp. Nhìn bề ngoài tưởng rằng việc này là chuyện nhỏ, nhưng nghiệp tội trên thân bà rất lớn, vừa tạo nghiệp thì bị thọ báo ngay. Đúng ra cũng là việc tốt vì được trả báo liền. Bà phải sám hối lỗi này trước Phật, xong rồi thì tuyệt đối không được làm nghề gì liên quan đến dạng công tác tương tự như thế nữa, thì bệnh sẽ lành. Bà nghe xong, hiểu minh bạch, lập tức sám hối, thề đoạn tận ác nghiệp. Ngày hôm đó, chứng băng huyết liền dừng. Loại báo ứng ngay trên thân như thế này, thực ra có rất nhiều. Chúng ta nhất định phải lấy giới làm thầy, áp dụng lục độ vào trong đời sống thường nhật. Đây là ý nghĩa chân chánh của niệm Phật. Như vậy mới được chư Phật Bồ Tát gia trì. Sám văn. Bồ Tát tính tướng thưa: "Bạch Thế Tôn, có nhiều những chúng sinh ở trong hỏa thành bị thiêu đốt tâm can, vì sao mà bị như thế?" Phật đáp: "Do đời trước khi làm người, họ thiêu đốt rừng núi, phá hang ổ, chiên rán loài vật, làm cho chúng sinh chết trong thống khổ đau đớn,
nên nay bị hành tội như vậy. Lại có chúng sinh ở nơi tuyết sơn bị gió lạnh làm da thịt nứt nẻ, cầu chết không được, cầu sống không xong, khổ sở trăm ngàn, tội này do đâu? Phật nói là do phạm các lỗi cướp bóc hung bạo, lột y vật người lấy làm của mình. Mùa đông giá rét hại người trần trụi chết cống, lột da xẻ thịt trâu dê, khiến chúng khổ đau khó kham, dò dèo nhân ấy nên bị thế này. Giải thích: sám văn dễ hiểu nên tôi chỉ giải thêm điều này. Phải hiểu là loài vật dù đã bị giết chết, song thần thức chúng không thể lập tức rời thân liền, nên sau khi chúng chết rồi còn bị xẻ thịt lột da tiếp tục, thống khổ của chúng sẽ càng dâng cao tột độ. Vì vậy mà kẻ tạo tội phải thọ báo ở ngục tuyết sơn. Tôi ngày xưa lúc chưa biết Phật Pháp đã từng giết qua mười mấy con gà, do không ưa ăn da gà nên sau khi chặt đầu gà rồi thì từ cổ trở xuống tôi lột da ra hết. Con cá thì đánh vậy sống, tính ra tôi cắt cổ chừng một số gà, nhưng giết cá thì vô lượng. Lúc đó do mình muốn ăn ngon, luôn nghĩ con vật chỉ là thức ăn, đâu biết làm vậy là tạo tội. Sau khi minh lý một chút thì tôi đích thân tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho những con vật mình từng giết qua, tha thiết hướng chúng sám hối. Nếu tôi không làm như thế thì những hình phạt nơi ngục tuyết sơn này ắt tôi cũng phải lãnh phần. Vào năm 1990, tôi xem báo Kim Vãn, thấy đăng một câu chuyện như thế này. Một nông dân tỉnh Hà Bắc đến chỗ giết mổ trâu bò, ngỏ ý muốn bán con trâu cả đời đã giúp ông làm nông. Sau khi ngã giá thương lượng xong, ông quay về dắt trâu ra khỏi cổng nhà mình. Ngày giây phút sắp trao dây thừng cho người mua thì con trâu dường như hiểu được số phận mình. Nó bèn quay đầu nhìn chủ, rồi nhìn thương lái. Đột nhiên nó rống to một tiếng, lao nhanh tới, dùng sừng hút mạnh vào chủ nhân. Cụ tấn công bất ngờ khiến lão chủ không kịp né tránh, bị sừng đâm vào ngực, chết ngay tức thời. Nếu không nhờ người chung quanh phụ nắm dây thừng khống chế trâu thì e rằng bức tường rào cũng bị con trâu điên này hút sập. Tuy gọi là trâu điên nhưng thực ra không phải thế, bởi khi bị người túm giữ, dù nó vùng vẫy đến rơi sừng trên thi thể chủ, song nó vẫn đứng đấy bất động, thở phì phì, hai con mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào thây chủ chết, nhưng không hề làm gì gây tổn thương cho ai khác. Con trâu cuối cùng không thoát khỏi số mệnh bị giết, nhưng câu chuyện này làm tăng thêm niềm tin kiên định trong tâm tôi. Độc giả hãy tự mình chiêm nghiệm và ngộ ra đạo lý trong đây. Động vật tuy có hình dáng khác người, không thể nói năng, song tâm tư nó vẫn biết buồn, thương, giận, ghét, có đầy đủ cảm xúc, cũng sợ chết tham sống giống y như con người vậy. Sám văn: vì sao chúng sinh ở trên núi dao, rừng kiếm, hễ chạm vào đâu thì liền bị cắt đứt, thân thể tay chân đều bị chặt, cắt, đau đớn khổ sở không cùng. Phật nói, đời trước họ làm đồ tể, nấu giết chúng sinh, băm vằm, chặt cắt, khiến cốt nhục phân ly, đầu chân một nẻo, còn treo thay vật lên cao, cân lường mà bán. Hoặc vừa treo vừa xẻo thịt sống bán, khiến chúng sinh thống khổ muôn vàng, vì tội này nên bị như thế. Giải thích: tại chợ, chúng ta thường thấy thịt các loài trâu, bò, heo, dê bị giết được treo lên, đầu chúc xuống, trên thớt thịt luôn có dao, búa chặt, băm, cần bán. Bên cạnh còn bày la liệt nào là huyết, tim, gan, phèo, phổi, thận, thảm đến không nỡ nhìn. Tôi nói vậy là theo tâm trạng của người hiểu đạo đã tỉnh ngộ trong hiện tại. Chứ hồi xưa khi chưa tin Phật, chính tôi cũng là một trong số khách hàng mê ăn thịt, hễ vào đây là lo chọn lựa cho mình miếng tươi ngon trước nhất. Bây giờ nhớ lại cảnh mình ăn nuốt ác độc, bởi mua thịt về xong chúng ta ai cũng phải dùng dao chặt băm mà. Ta khiến chúng xương cốt phân ly, đầu chân đứt đoạn. Động vật và người giống nhau, đều có chung cảm thọ thống khổ, cũng buồn, thương, giận, ghét,
tương đồng y hệt. Chỉ vì chúng không thể nói như người và mang hình dáng thấp kém thì phải bị con người ăn nuốt hay sao? Những bạn đồng tu còn đang ăn thịt của tôi ơi, nếu không ngại, xin hãy ăn chay một tháng thử xem. Hãy vì động vật mình đã ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng một tháng và kiểm xem trên thân bạn có chuyển biến gì không. Phải hiểu là thần thức con vật sau khi chết đi cũng giống như chúng ta, đều biết phân biệt, nhận thức thiện ác, cũng có nỗi niềm rung cảm hệt như con người vậy. Khi chúng ta thành tâm hối lỗi và tụng kinh cầu cho chúng, tất sẽ được chúng tha thứ. Xin kể câu chuyện. Ở Quảng Đông, có một cô gái thông minh xinh đẹp vừa lấy bằng thạc sĩ và giành được học bổng đi du học bên Mỹ. Nhưng do bị bệnh ghẻ lở mà phải quay về nước. Nhưng y viện trong nước cũng bó tay hết cách, không thể chữa. Lúc gặp tôi, cô khóc thống thiết. Tôi chỉ khuyên, cô nên ăn chay và hãy vì những chúng sinh mình ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng, cầu cho chúng là những động vật từng bị cô sát hại thống khổ. Cô cũng phải sám hối tội hay nóng giận gây cãi với ba mẹ nữa. Hai tháng sau, tôi gặp lại, thấy cô đã lành bệnh, đang chuẩn bị qua Mỹ học. Khoảng nửa năm sau, tôi nhận được tấm hình chụp cô đang lãnh bằng, tay cầm bó hoa tươi. Tôi thật mừng cho cô. Hy vọng mọi người đều có thể tụng kinh Địa Tạng, vì đây là bộ kinh vi diệu không thể nghĩ lường. Sám văn: lại có chúng sinh ngũ căn không đủ. Phật đáp: vì đời trước họ ưa săn mồi hay bắn chim thú, hại chúng bể đầu, đứt chân, nhổ lông, bẻ cánh, làm chúng sinh đau khổ cực cùng. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: ngũ căn gồm mắt, tay, mũi, lưỡi, thân. Bị các căn không đủ là mắt mù, tai điếc, lưỡi ngắn, thân tàn tật, vân vân. Bởi do đời trước từng săn bắn hại vật, dùng cung, tên, súng, ống, bắn, giết, gây tổn thương cho vật. Hiện tại nước ta không cho phép giữ súng, nên chuyện đi săn bằng súng tương đối hiếm. Nhưng ở ngoại quốc, gần đây có một vị tổng thống, những khi rảnh ông rất ưa đi săn bắn. Kết quả là hôm nọ lúc ông xuất ngoại diễn giảng thì bị người săn giết. Đây chỉ là hiện thế báo. Sang đời sau, nếu ông còn được làm người, sẽ bị ngũ căn không đủ. Tôi vào thời niên thiếu cũng dùng ná bắn chim, tàn hại ếch, châu chấu, bọ ngựa, các côn trùng nhỏ rất nhiều. Đa số đều bị tôi ngắt đầu hoặc làm gãy chân, rụng cánh. May là tôi chưa trả báo thì đã biết tu tỉnh Phật học. Nếu không, có thể tôi sớm đã bị tứ chi bất toàn hay mất mạng. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Chỉ vì người tạo nghiệp bất đồng nên khi thọ báo xảy ra nhanh chậm khác nhau. Có người đợi nhân duyên đời sau chín mùi rồi mới thọ báo. Có người ngay trong đời này trả quả liền. Làm giàu sai cách. Vào năm 1990, tôi đọc một tin đăng trong báo Kim Vãn, đến giờ vẫn còn thấy rất rõ. Có một ông nọ ở thôn X, tỉnh Hà Bắc, con gái đã xuất giá, con trai đi lính đóng tại Tứ Xuyên, trong nhà chỉ còn hai ông bà. Lúc đó vào thời kỳ mới cải cách, nhiều gia đình bắt đầu giàu phất lên. Ông này tuy trong nhà y thực không thiếu, nhưng thấy nhà người khác phát tài, trong tâm cũng háo hức, nồn nao theo. Thế là ông lo tính toan, phải làm gì đó để cũng phát tài như thiên hạ. Một chiều nọ, sau khi làm ruộng xong, ông chưa chịu về nhà, vẫn còn ngồi nán lại, cố động não nghĩ cách làm sao để kiếm thêm nhiều tiền. Được một lúc thì trời tối, đột nhiên ông nghe phía sau mình có tiếng chân bước gấp, thầm nghĩ, chắc là láng giềng nào trong thôn đang trên đường về nhà đây. Thế là ông nảy ý muốn hù họ một chút cho vui. Ông liền ngồi thụp xuống ven đường, đợi lúc người kia đi tới gần thì nhảy ra quát to: đứng lại, hãy nộp tiền mãi lộ cho ta. Trong đêm vắng, vị khách đi đường bỗng nghe tiếng hét to thì sợ đến vải cả ra quần. Ráng nhìn xem thì chỉ thấy một bóng đen ngồi lù lù trên đường. Thế là khách
hoảng kinh, vội ném hành lý lại, rồi quay người chạy chí chết. Ông này thấy vậy thì la to: "Đừng chạy, là tôi đây mà." Nhưng ông càng kêu, bóng đen càng chạy dữ, cuối cùng thì mất hút. Ông lão cười đến không thể ngậm miệng lại: "Là ai vậy ta? Sao mà nhát dữ vậy hè?" Ông tiến tới sờ vào cái bao vải to khách ném lại trên đường và đưa tay bóp thử. Thấy mềm mềm, hình như bên trong là y phục. Ông liền ngồi xuống rút thuốc ra hút, có ý đợi người kia quay trở lại lấy đồ. Nhưng hút đã mấy điếu rồi mà chẳng thấy tên nhát gan kia quay lại. Bây giờ đã hơn nửa đêm, ông nghĩ: "Thôi thì trước tiên mình cứ vác cái bao này đem về nhà, sáng mai ắt sẽ có người tới nhận. Lúc đó mình giải thích, trả đồ cho họ là được." Ông vác hàng về nhà, thắp đèn lên xem, thấy bên trong toàn là quần may theo một kiểu, còn có một bao thư chứa 500 đồng nữa. Ông đoán tên nhát gan này có lẽ là thợ may ở vùng khác đến. Hai vợ chồng bàn nhau, việc này không ai chứng kiến, nếu như nội trong 3 ngày mà có ai đến tìm thì mình hoàn trả, bằng không thì sẽ thanh lý hết khoản này. Nhưng đợi 7-8 ngày rồi mà không thấy chủ nhân bao hàng tìm đến, còn dân trong thôn cũng không ai bàn tán gì về vụ này. Thế là họ yên tâm. Sau khi ông chồng đem hàng đến tận phương xa bán đi, được 600 đồng, cộng thêm 500 đồng trong bao thư là 1.000 mốt. Vào thời đó, đây là số tiền rất to. Hai vợ chồng chia nhau tài sản, rất hoan hỷ thích thú. Họ mua đồ về, mở tiệc ăn mừng. 1.000 đồng nhanh chóng tiêu hết, túi không còn tiền, họ lại thấy khó chịu, ăn cướp quen tay, nên ông chồng làm gan diễn lại chiêu này một lần nữa. Không ngờ thành công, ông lại áp dụng tiếp, vẫn được thời. Rút kinh nghiệm, ông chuyên lựa đêm tối mới ra tay, nếu gặp người quen trong thôn thì ông nói dóc mấy câu rồi bỏ đi, còn nếu gặp lái buôn lạ thì ông hét một tiếng dọa họ chạy. Ông cứ diễn mững này, lâu lâu là một vố. Sau 1 năm thành ra đại phát tài, xây được ngôi nhà mới khang trang 3 phòng, thầm tính là đợi con trai phục viên về thì cho nó cưới vợ, dọn vào nhà mới ở. Ông ngắm ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi, lòng vui không kể xiết. Chính nhờ thủ đoạn chặn đường cướp của mà ông phát tài giàu sang. Ông tính toán, thôi thì nhân lúc mình chưa già nên vơ vét nhiều thêm nữa. Cuối năm đó, ông quyết tâm làm một mẻ nữa để ăn Tết, đón xuân sang bằng của cải dư thừa. Thế là ông lấy một thanh sắt giấu trong áo khoác, chờ đêm tối ra đi. Nhưng đêm đó, ông đợi rất lâu mà không thấy ai tới. Vừa định quay về thì bỗng nghe âm thanh đạp xe có két. Khi xe đến gần, ông liền ngồi thụp xuống quan sát, thấy phía sau xe có chở rất nhiều đồ. Ông vội quát to một tiếng, làm người trên xe hoảng sợ té xuống. Nhưng hắn đã nhanh chóng đứng lên, sẵn sàng quyết đấu cùng ông. Ông vội cầm cây sắt quất mạnh vào đầu bóng đen. Bóng đen kêu thét lên rồi ngã xuống. Ông nghĩ lần này mình ra tay nặng quá. Không thấy nạn nhân động đậy, ông bèn đưa tay sờ mũi hắn để thăm dò. Hóa ra y đã tắt thở. Ông hoảng sợ nhưng lại khởi ác niệm, nhớ đến cái kênh nhỏ ở gần đó, bèn nhủ thầm: đã làm thì phải làm cho tới nơi, tại phần số hắn xui xẻo mà thôi. Thế là ông lấy sạch tài vật trong túi người chết với vẻ rất chuyên nghiệp. Ông tháo đồng hồ nơi tay hắn ra và bồng thi thể nạn nhân lên, ném xuống cái kênh gần đó, rồi chạy về chỗ cũ dùng đất cát xóa hết mọi dấu vết. Sau đó ông chất hàng cướp được lên xe, ràng kỹ rồi ung dung đạp xe về nhà, ném hết mọi căng thẳng âu lo ra phía sau. Về đến nhà, ông kể cho vợ nghe những gì vừa xảy ra. Vợ ông tuy có hơi lo, nhưng khi thấy trong hành lý có 2 bộ y phục mới thật đẹp và vừa khít với vóc dáng họ, thêm phần thức ăn thì quá tuyệt, ngon hết chỗ nói. Toàn là những món họ rất ưa ăn, lại có phong bì chứa hơn 1.000 đồng nữa. Xem ra chiến lợi phẩm kỳ này quá ưng ý, khiến hai vợ chồng mừng đến quên sợ. Bà lập tức bày dọn tiệc rượu, tắm tắt ca ngợi công lớn của chồng. Cả hai cùng nhau ăn uống hỉ hả. Xong xuôi, họ thản nhiên đi ngủ. Đang say giấc nồng
thì nghe tiếng đập cửa gấp rút khiến họ thức giấc. Ông chồng lớn tiếng hỏi: "Ai vậy?" Bỗng nghe tiếng con gái họ vang lên, họ vội vàng mặc áo ra mở cửa. Con gái vừa vào hỏi ngay: "Thằng Tú em trai con đâu, sao không ra?" Ông lão nói: "Lạ chưa, không phải em con đang ở Tứ Xuyên hay sao?" Cô gái đáp: "Em con được lệnh theo thủ trưởng đi Thạch Thị công tác, do thấy chỗ này cũng gần nhà mình nên thủ trưởng cho phép nó được về thăm ba mẹ. Lúc nó xuống xe thì trời đã tối nên quyết định đến nhà con ăn cơm trước. Con bảo nó: "Thôi thì em hãy ngủ lại, đợi sáng mai hẳn qua thăm ba mẹ cũng được mà." Nhưng nó bảo: "Trước 10 giờ sáng mai em phải đến Thạch Thị trình diện thủ trưởng." Nên nó mượn xe đạp của con, tranh thủ chạy qua thăm ba má. Kể đến đây cô reo lên: "Cái kia, không phải xe của con đang nằm ở đó hay sao?" Thấy ba mình không đáp, cô ngước lên nhìn thì phát hiện đôi mắt ông đang dại đi, mặt chuyển sắc tái nhợt như người chết. Đột nhiên giống hệt một kẻ phát cuồng, ông nhào ra khỏi cửa, lao đi như tên bắn. Trong khi mẹ cô thì quỵ xuống, tan nát cả ruột gan. Bà bật khóc to, bèo bạo nói: "Đúng là báo ứng mà." Khi người cha bồng thi thể ướt sũng của đứa con trai cưng vào nhà, theo sau là nhóm hương thân phụ giúp, mặt họ đầy thắc mắc ngơ ngác. Bà mẹ và cô con gái bổ nhào tới, ôm xác khóc la, láng giềng cùng bu lại xem, ai cũng muốn biết cớ sự ra sao. Lúc này bỗng dưng có người kinh hoàng thét lên: "Chú Hai tự sát rồi!" Hóa ra ba thằng Tú đã dùng liềm cắt cổ mình, hiện đang nằm giãy giụa trên đất, miệng trào máu tươi. Bà vợ thấy vậy, há hốc mồm nhìn, hai mắt mở trừng trừng, rồi bà ôm tim, mặt lộ vẻ đau đớn khủng khiếp, rồi thở hắt ra một hơi, cùng ra đi về thế giới bên kia theo chồng. Nghe xong câu chuyện này, dù tôi không giải thích, ắt độc giả cũng dư biết hai vợ chồng này chết rồi sẽ đi về đâu. Hại người như hại mình, hành bất nghĩa chính là tự hủy hoại mình. Sám văn: xin nguyện vì hết thảy chúng sinh trong mười phương đã chịu khổ, đang chịu khổ hoặc sẽ chịu khổ, mà giúp họ quy y thế gian đại từ bi phụ. Giải thích: khi bạn đi trên đường mà nhìn thấy xe chở loài vật thì hãy âm thầm quy y tam bảo cho chúng. Ngay cả lúc vào chợ hay siêu thị, nếu nhìn thấy loài vật bị bày bán thì nên niệm như thế này: nguyện những chúng sinh mà mắt tôi đang nhìn thấy, dù đã chết, chưa chết hay chờ chết, và những loài đang bị giết hại, xin hãy nghe theo tôi khởi một niệm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đọc 3 lần. Tiếp đến hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật vài lần, tụng thêm chú vãng sinh từ 1 đến 3 biến, nhiều hơn càng tốt. Như vậy sẽ có vô lượng chúng sinh quỳ tại hư không nghe thọ tam quy, niệm Phật theo bạn. Sau khi chúng chết rồi được vãng sinh thiện đạo do nhờ phát khởi một niệm lành này. Phải biết trong pháp giới tất cả do tâm tạo. Phải hiểu công đức bái sám phi thường lớn, cần dùng lực công đức này hồi hướng cho những chúng sinh đang thọ khổ, giúp chúng quy y Phật, Pháp, Tăng, khiến cho được lợi. Khi giúp chúng sinh thọ ích, tất nhiên bản thân cũng thọ ích, đồng thời phẩm vị cảnh giới cũng được thăng cao. Phải dùng trí mà suy. Năm 1996, ở Hà Nam, có một vị mới phát tâm tin Phật. Nửa đêm, ông gọi điện tới nói: "Dê hữu tôi đau chết đi được." Và hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu. Quả Lâm hỏi: "Có phải ông lấy trộm rất nhiều than của công cố?" Ông à lên một tiếng và nói: "Cô không nhắc thì tôi cũng quên bén đó là trộm. Hiện tại nhà tôi dùng than đều là của xưởng hóa học thuộc cơ quan vợ tôi công tác. Bao nhiêu năm nay đều quen dùng như vậy, cũng không nghĩ làm vậy là trộm than." Hóa ra nhà họ và xưởng than chỉ cách nhau một bức vách. Sát tường là kho chứa than của công ty, nên họ tùy tiện lấy xài. Mà công ty thì không ngừng chất than mới vào, nên chẳng ai phát hiện ra
than bị họ lấy. Nhà họ điềm nhiên xài than và cho đây là việc thường, không hề nghĩ đây là hành vi trộm. Nói ra cũng ngộ, trong lúc nghe giảng giải việc này rồi, họ khởi niệm sinh tâm sám hối thì bệnh đau cũng tiêu tan. Khoảng một tuần sau, ông ta lại gọi điện tới nói là vai tả mình lại phát đau. Quả Lâm bảo, lần trước ông đã biết do trộm than mà vai phải phát đau rồi, thì lần này cũng là tội cũ, ông phải tự tỉnh, hằng kiểm điểm xem để hiểu được mình đã làm việc xấu gì, thì mới ngăn được trăm việc ngàn việc khác sẽ xảy ra nữa. Từ bản thân ông phải hồi tưởng, nhớ kỹ lại hết để mà sám hối, chứ không thể cứ ỷ lại mong chờ người khác chỉ dùm, giải thích giúp cho ông từng việc được. Bởi quá khứ ông cùng Phật có duyên, nên chư Phật Bồ Tát mới dùng phương thức này để cảnh tỉnh ông. Từ rày trở đi, phải tự mình hồi tưởng kiểm điểm sám hối hết các tội sát, đạo, dâm, vọng đã phạm qua. Phải xin lễ Phật, niệm Phật, sám hối cho nhiều. Hàng ngày nên tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh, thì sẽ có ngày khổ tận cam lai. Ngoài ra nên hành lục độ vạn hành, độ mình độ người. Giờ tôi xin hỏi, trong sân nhà ông hiện có một cái bếp nhỏ, và phải, sàn ngang nhà bếp chính là của lấy trộm về dùng. Ông ta kinh ngạc à lên một tiếng, nói: đúng rồi, cũng là lấy của xưởng hóa học. Tính ra từ đó đến nay cũng gần 10 năm rồi. Quả Lâm hỏi: có phải vật trộm gồm 6 cây đòn ngang dài 2 mét được dùng cho trái bếp? Ông ta đáp: để tôi đi kiểm xem. Một lúc sau, nghe tiếng ông kinh hoảng hét to: ôi trời ơi, quả đúng là 6 cây. Tiểu thư, cô làm tôi sợ chết đi được. Vì cô chưa bao giờ tới nhà tôi, nhưng lại thấy và tả rõ bồng bột như thể nó đang ở ngay trước mắt. Sao mà cô có thể thấy những việc chúng tôi làm quá rõ ràng như thế chứ hả? Quả Lâm bảo: trên trời vốn có nhiều tuần cảnh luôn dõi xem và ghi lại đủ hết mọi việc thiện ác của từng cá nhân đã làm mà. Điện đàm xong thì vai ông nọ cũng hết đau. Từ đó về sau, ông càng kiên định đạo tâm, tinh tấn tu, nghiêm trì giới luật, không dám cẩu thả mảy may. Ông siêng năng tham thiền, tĩnh tọa. Cuối cùng thì một hôm cũng phát trí huệ, hiểu rõ hết nhân quả, nhớ được tuốt mệnh và bắt đầu bước vào con đường tu hành từ độ mình và độ người. Bất kể ta hành thiện hay hành ác, thảy đều tích tiểu thành đa. Người thường hành thiện, ngày càng đức cao vọng trọng, chúng dân cung kính. Quả thiện không cầu mà tự đến, con người thường làm ác. Theo năm tháng tích lũy, thói ác thành quen, tội lớn mịt mù, nên tai họa không mời mà tự đến. Trong kinh Địa Tạng, Ác Độc Quỷ Dương thưa với Phật: bạch Thế Tôn, chư quỷ dương chúng con số đông vô lượng, ở cõi ta bà này hoặc làm lợi cho người, hoặc làm tổn hại người. Mỗi mỗi không đồng nhau, là tùy theo nghiệp báo của họ. Câu thiên tai nhân quả có nghĩa là trời sở dĩ giáng tai nạn là do người chiêu mời đến. Chúng ta hiểu rõ lý này rồi thì cần phải tức khắc đoạn ác tu thiện. Trước tiên phải thực lòng sám hối tội đã tạo, phát tâm hướng thượng thì ta mới có thể được đại thần lực Phật gia trị. Phật lực dù lớn, nhưng nếu chúng ta không chịu tu thì Phật cũng vô phương cứu chúng ta thoát đi tam giới. Giống như cha mẹ dù có địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng nếu con phạm quốc pháp thì sớm muộn gì cũng bị trừng trị. Cha mẹ chỉ có thể đau xót nhìn mà thôi. Vì vậy phải đoạn ác tu thiện, y giáo phụng hành, tự thân tịnh ý mới là con đường tu sửa chân chánh. Tu phải có trí huệ. Ngày 14 tháng 9 năm 2006, tôi đi cùng một phái đoàn đến tham quan Đông Hoa Tự. Có một nữ cư sĩ hơn 40, nghe nói tôi là tác giả sách Báo Ứng Hiện Đời, liền chặn tôi lại, chỉ bàn tay bị thiêu hết lóng đầu ngón cái ra, kể rằng tối đến thì đau nhức lắm. Tôi hỏi: ai xúi bà thiêu tai vậy? Bà đáp: nghe nói nếu thiêu tai sẽ diệt tội nghiệp đời trước. Tôi nghiêm mặt không chút khách sáo bảo: bà hiện tại vẫn còn sát sinh, còn làm nhiều việc xấu thì sao có thể diệt hết tội kiếp trước được.
Bà nói, tôi từ lâu đã không sát sinh, cũng chẳng làm gì xấu. Tôi bảo, bà vẫn còn đang ăn thịt. Chẳng biết rằng ăn thịt vẫn là sát sinh hay sao? Tôi chỉ ăn có một chút thôi mà. Tôi bảo, hàng ngày nếu tham ô, dù chỉ một xu tiền, vậy có phải vẫn là phạm tội không? Bà chẳng nói gì. Tôi bảo, có phải tay trái bà bị điếc đôi chút? Dạ phải, bởi vì trong tay bà chứa đầy vật đã lấy trộm. Bà phản đối, tôi không có lấy trộm gì cả. Tôi hỏi, vậy khi thấy trái cây nhà người mọc thò ra ngoài tường, bà đã hái trộm bao nhiêu? Một quả. Tôi nói, được, cứ cho là một quả. Bà làm thế mà không phải là trộm hay sao? Ngoài ra bà còn lấy trộm gì trên đất nhà người nữa? Tôi không có trộm gì cả. Thế thứ bà khom lưng lấy là vật gì? Chỉ là cây sào thôi, nhà họ đâu cần đến nó. Chính mình người chủ nói với bà là họ không cần ư? Không có nói. Thế không phải bà trộm thì là gì? Người tại hiện trường đều bật cười vì thái độ mập mờ của người phụ nữ thôn quê này. Thật sự tôi có khen bà vì muốn tiêu trừ nghiệp chướng mà thành tâm thiêu tay, nhưng lại quá khờ khạo bởi chẳng hiểu lý mà cứ nhắm mắt làm bừa theo người suối bảo. Chỉ có hiểu rõ giáo lý rồi tuân hành mới là tu chân chánh. Bà đã mê tín làm sai, vì vậy mà phải chịu đau đớn, bởi vừa thiêu tay xả thân là vừa ăn thịt trộm cắp. Tôi giảng tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Đăng Nghiêm cho bà nghe và nhắc bà nhất định phải nghiêm trì ngũ giới, tu thập thiện mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Tôi dặn bà từ nay về sau phải tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những chúng sinh từng bị bà giết ăn. Nếu thực sự làm được như thế, ngón tay bà có thể tối nay chẳng còn đau nữa. Sám văn. Khi ấy các ngạ quỷ đồng đến hỏi ngài Mục Liên. Một con hỏi, tôi cả đời thường bị đói khát, muốn vào nhà xí lấy phẫn ăn thì trên nhà xí đã có con quỷ to lớn lấy gậy đánh tôi, nên tôi không đến gần nhà xí được. Vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp, đời trước khi làm người, ngươi là chủ chùa, gặp tỳ kheo khách đến thất thực, ngươi kêu kiết không muốn đại khách, chờ khách đi rồi mới cho chư tăng thường trú trong chùa ăn. Vì ngươi tham của cư xử vô đạo, do nhân ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là hoa báo, quả chính sẽ trổ ở địa ngục. Giải thích. Mục Liên là vị đệ tử thần thông đệ nhất của Phật, lúc này vừa xuất định đi đến bên sông Hằng. Chúng ngạ quỷ vừa thấy Bồ Tát là tranh nhau thưa hỏi nguyên nhân đời trước của mình. Chúng ta thường nói cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Tăng là những gì theo Phật xuất gia. Tài vật tính chúng cúng dường chùa đều thuộc về Tăng thập phương sở hữu. Vì vậy, nếu bạn chỉ cúng dường cho một tỳ kheo trong đó thì không đúng pháp. Khi tỳ kheo sống trong chùa tiếp nhận tín chúng cúng dường, tất cần nhập của công. Nếu cho rằng họ cúng dường chúng mà mình được quyền lấy, tất giữ dùng riêng, tức là phạm tội trộm vật của tăng. Là sư phụ, bạn cũng không nên cho rằng hễ mình thu đồ đệ quy y cho thì họ là đệ tử mình. Thực ra bạn chỉ là vị sư thay Phật quy y thu nhận đồ đệ mà thôi. Cư sĩ có thể hướng dẫn cho hàng thế tục quy y Phật, Pháp, Tăng, nhưng họ không thể thay tăng đoàn tiếp nhận quy y. Các đạo tràng Phật giáo đều là đạo tràng thập phương tín chúng, không thể xếp các tín chúng chẳng thuộc tông môn mình là hạng ở ngoài cửa. Còn nếu bạn cho rằng mình chỉ là đồ đệ hoặc thầy của tông phái này và cư xử hết sức phân biệt với đạo tràng tông phái kia, thì đây là tri kiến sai lầm. Bởi cộng đồng tín chúng đều là đệ tử Phật Thích Ca, đều có chung bậc đạo sư là Phật. Vì vậy, đạo tràng là của tất cả thập phương. Người có tâm chia bè phái giống như Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng đoàn, tất nhiên bị tội đọa vô gián. Sám văn. Lại có một ngạ quỷ hỏi, vì sao cả đời tôi trên vai luôn có cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi,
Nó bị nước sôi xối từ trên đầu xuống, khổ vô cùng. Ngài Mục Liên đáp: Lúc làm người, ngươi là sư trị sự trong chùa, có một bình sữa ngươi lén giấu, tới giờ thọ trai cũng không đem ra chia cho chúng, đợi khách đi hết rồi mới đem chia cho người trong chùa. Sữa này là vật tín thí cúng dường cho chúng tăng mười phương, nên tu sĩ nào cũng có quyền hưởng. Vì ngươi sang tham, cư xử vô đạo nên mắc phải tội như vậy. Đây chỉ là hoa báo, quả sẽ trổ ở địa ngục. Giải thích: Vật thuộc tăng chúng bốn phương mà chẳng cho họ dùng là hành xử sang tham vô đức, cho nên phải xin làm ngạ quỷ thọ tội. Trừ phi tín thí cúng dường riêng, chỉ muốn dâng cho tu sĩ trong chùa thì không bị lỗi. Người xuất gia ở khắp tứ phương đều cùng họ thích, là một nhà, thế thì có vật nào là không thể cho nhà mình dùng. Đạo tràng Tam Bảo không phải chuyện nhỏ, đã tu hành thì phải minh lý, không được làm sai. Chẳng biết mà phạm thì cũng là tội, ngày đầy sám hối ắt có thể tiêu trừ. Xin kể câu chuyện có thực phát sinh vào cuối đời Thanh. Phải dùng của tín thí cho đúng. Có cặp mẹ chồng nàng dâu nọ là tín đồ thuần thành của chùa. Năm đó chùa chuẩn bị trùng tu nên hướng đại chúng quyên góp. Hai mẹ con này sau khi bàn bạc một hồi lâu thì quyết định đem khối đá to là của gia bảo tổ tiên để lại dâng cúng cho chùa làm bia hoặc nền chùa. Cúng xong, hai mẹ con đều rất hoan hỷ. Khi đó thầy quản diệm quyết định sẽ đặt đá này làm nền trang trí trong chùa. Nhưng sau đó chùa mua được đá bên ngoài làm nền, nên khối đá quý kia bị sư chi khách lấy làm đá lót đường đi. Sau khi chùa tu sửa xong, hai mẹ con nọ nhìn thấy tảng đá gia bảo của họ bị dùng làm đá lót đường, trong lòng phẫn nộ không nguôi. Nhưng việc đến nước này rồi, chùa cũng đã xây xong, họ không thể nói được gì, đành nhẫn nhục nuốt giận. Thế nhưng cách đến dân hương, khi đi qua tảng đá lót đường này, ai cũng tâm tắc suýt xoa, khen tảng đá kia quá đẹp nhưng bị dùng lãng phí. Nhiều năm trôi qua, việc này đi vào quên lãng. Năm nọ sư chi khách Lâm Trọng Bình qua đời, tăng chúng trong chùa lo làm lễ siêu độ. Trong thời gian này có vị tăng là bạn thân của ông, nằm mơ thấy ông toàn thân đầy thương tích, mắt đầm đìa lệ, bảo rằng: Tôi hiện đang bị đọa địa ngục thọ khổ, xin hãy cứu tôi. Vị tăng này hỏi: Bình thường huynh trì giới tu hành tốt, đâu thấy phạm lỗi gì, sao có thể xuống địa ngục thọ khổ được chứ? Có chuyện này thầy không biết. Mấy năm trước, lúc chùa tu sửa, có hai mẹ con nọ mang đá đến cúng. Tôi nhất thời hồ đồ đem dùng làm đá lót đường. Đây là của gia bảo do tổ tiên họ để lại mà họ phát đại tâm hiến cúng, nhưng tôi lại cầm của báo xung làm đá lót đường cho người khác mặc tình dẫm đạp. Vì vậy tôi rất nặng, do tội này mà tôi phải xuống địa ngục. Cũng chính vì đây mà tôi bị tiêu phúc giảm thọ, xin thầy hãy mau cứu tôi. Nhưng chúng tôi phải làm sao để cứu ông? Bảo chúng tăng hãy mau đào tảng đá đó lên, đem làm bia đá, cho khắc kinh vào, đem dựng trước chùa để mọi người đảnh lễ thắp hương, như vậy mới có thể giải tội cho tôi. Sau khi chúng tăng đào đá lên, khắc kinh vào đó rồi, thầy chỉ khách lập tức thoát địa ngục, thác sinh vào nhân gian. Câu chuyện này tôi đã muốn kể cho mọi người nghe, vì tôi nhìn thấy chúng cư sĩ lẫn người xuất gia đều lơ là không cẩn trọng đối với nhân quả, thường dùng sai tiền đàn việc đóng góp. Thí như người cúng tiền phóng sinh bằng lại đem in kinh, người ứng tiền in kinh bằng lại dùng xây chùa, toàn dùng làm sai ý. Thực ra làm vậy là không tốt, trừ phi trước đó được chủ nhân đồng ý chấp nhận thì bạn mới có thể làm khác, nếu không sẽ rất dễ dính tội. Rất nhiều cơ quan từ thiện và đoàn thể Phật giáo thường thu của tín chúng đóng góp, nhưng hiện nay thường hồ đồ dùng sai làm bậy, tạo tội rất nghiêm trọng. Có người cho rằng dù sao họ cũng không tham ô, chỉ đem của người xây chùa cứu nghèo hoặc in kinh. Nhưng chính hành vi làm không đúng nguyện vọng người đóng góp sẽ chịu lấy đại tội, đều bị nhân quả trừng phạt. Muốn không làm sai nhân quả, tốt nhất không được làm trái ý thí chủ. Người cũng nói cầm tiền dù làm gì thì bạn phải làm đúng y như vậy. Nếu làm không được thì tốt nhất
chẳng nên nhận tiền, bởi vì nếu bạn cứ làm đại ẩu sẽ tự chiêu lấy tội. Trong tháng ngày mới học Phật, câu chuyện này gây ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho tôi, giúp tôi biết tin sợ nhân quả. Hiểu nhân quả rất lợi hại, vì vậy quý vị phải hết sức cẩn trọng. Bởi những tội này chúng ta đều có thể phạm qua mà không hề hay biết. Giờ đây đã minh lý thì phải lập tức đoạn ác tu thiện. Bất kể hiện nay bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần trước khi lâm chung sớm biết lỗi sám hối thì đều có thể miễn trừ quả báo đọa tam ác đạo. Huống chi hiện giờ chúng ta thân thể khỏe mạnh, có được điều kiện tụng kinh minh lý, nhiếp tâm giữ giới, tu pháp lục độ, chỉ cần có tín tâm, gặp khó không nản không thối tâm, thì việc tu ra khỏi tam giới chẳng phải là không thể. Dù bạn thông minh mấy cũng không biết rõ bao giờ mình lìa bỏ thế gian này, cho nên đã hiểu pháp thì phải thực hành ngay, vậy mới là có trí, nhất định sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Duyên tu sâu. Ở Quảng Đông có một cô gái, cha mẹ sớm đã quy y thờ Phật, nhưng bản thân cô thì không tin. Lần nọ khi tôi và các bạn đến đó luận đạo, cô ở cạnh bên chăm chú lắng nghe và hiểu rõ đạo lý, lập tức nhận ra mình đã tạo nhiều tội, liền xin tâm sám hối. Cô nhắm mắt nghẹn ngào, lại ăn năn rơi đầm đìa. Trong phút chốc, mặt cô bỗng đổi sắc, tươi hồng như hoa đào, cười vui rạng rỡ. Liên tục suốt 10 phút, cô vẫn còn ở trong tư thế nhắm mắt trầm tư, giống như đang nhập định vậy. Khi đó tôi biết cha mẹ cô và đại chúng do không hiểu nên đang khởi niềm lo lắng. Vì vậy tôi bèn tiến đến gần, búng vào vành tai cô 3 cái, nhưng vẫn chưa thể lay cô xuất định. Tôi phải vỗ nhẹ lưng cô 3 cái mới thỉnh cô xuất định được. Khi cô mở mắt ra thì liền bày tỏ ý muốn làm lễ bái sư. Tôi nói, vừa rồi giúp cô chính là ngày tuyên hóa, vì vậy cô nên bái ngài làm sư. Hàng ngày thấy thời gian nào tiện thì cô lễ bái trước hình ngài tuyên hóa, lại bao nhiêu là do cô tự định, hễ lại đủ 1 vàng thì trở thành đệ tử ngài. Pháp danh cô là Quả Thinh. Sư phụ hy vọng tương lai cô sẽ hoằng pháp lợi sinh, tỏa hương bát nhã trí tuệ lưu truyền lâu dài. Cô rất cảm động nói với mọi người, vừa rồi trong lúc tôi hối hận mắt tuôn tràn lệ thì bỗng thấy Phật hiện ngay trước mắt, dung nhan tôn nghiêm không thể tả, làm tôi chấn động cả thân tâm, đồng thời phát sinh niềm hỷ lạc vô bờ bến. Cô kể lúc đó không muốn xa lìa hay ra khỏi niềm kinh an này. Cô không ngờ con người ta có thể đạt được hạnh phúc như vậy. Cô đã thực sự tin Phật Pháp. Kể từ hôm đó trở đi, cô dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, bước vào con đường học Phật, trì giới nghiêm cẩn. Mấy ngày sau, cô gọi điện cho tôi kể rằng, tối đó lúc cô ngồi thiền, bỗng khởi thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ và các cậu mình đều mắc bệnh gan. Lập tức cô nhìn thấy cảnh, các cậu mình hồi trẻ đang giết một con chó to lớn, toàn thân màu đen, chỉ có 4 chân trắng. Tiếp theo, cô lại thấy cảnh cả nhà nấu thịt con chó ăn. Lúc đó hình dáng mẹ cô trông chỉ độ 10 mấy tuổi. Sáng ra cô hỏi thăm mẹ thì quả đúng như vậy. Mẹ cô kể hồi nhỏ bà thường chơi đùa cùng con chó này. Khi nó bị giết bà đã khóc hết mấy ngày, nhưng khi thịt nó thì bà vẫn ăn. Cô bảo mẹ phải vì con chó đó tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho nó thì bệnh gan mới lành. Tôi thật mừng cho Quả Thinh, cô vừa bắt đầu tu học đã có thể dùng Phật Pháp làm lợi ích cho người. Tôi kể câu chuyện này ra chia sẻ, mong độc giả sinh khởi lòng tin, phát tâm quy y Tam Bảo, chịu khó nghe kinh hiểu lý, tịnh tâm tu hành để được lợi ích mỹ mãn. Sám văn. Tại phía đông nam thành Dương Xá có một hầm xí to, bao nhiêu phân giải ô uế đều xả vào hố ấy, xong mùi thối đến có thể lại gần. Còn có một con dòi to lớn trong hầm, thân dài mấy trượng, hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật, Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ xem. Phật kể,
Sau khi Phật Duy Về nhập Niết Bàn rồi, thì có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thết đãi, không tiếc món gì. Sau đó, có 500 người buôn ngọc ghé vào chùa. Thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn nên rất ngưỡng mộ, đồng nghĩ đây là cơ hội tạo phước điện khó gặp, chúng ta nên cúng dường. Thế là mỗi người cúng một viên ngọc, tổng cộng được 500 viên, đem gửi chủ chùa nhờ chuyển giùm. Chủ chùa liền sinh tâm tham, muốn đoạt lấy làm của riêng, không chịu giao phát. Khi các thầy tỳ kheo hỏi, ngọc châu của lấy buôn cúng cho chúng tôi xin ông giao ra. Chủ chùa bèn đáp, ngọc ấy là họ cúng ta, nếu các người muốn chiếm lấy thì ta chỉ có phẫn dơ ban cho thôi. Còn nữa, nếu bây giờ mà các người không cúng xéo cho lẹ thì ta sẽ chặt tay chân các người quăng vào hầm phẫn. Chư tăng nghĩ tội nghiệp ông này ngu si nên im lặng bỏ đi. Vì tội ác ấy mà đời nay chủ chùa kia phải đọa làm con dòi khổng lồ sống trong hầm phân này, sao còn phải vào địa ngục chịu vô lượng khổ. Giải thích, thiện hay ác đều có quả báo, ngay cả tà niệm vừa khởi thôi cũng có báo, huống chi trụ trì này còn thốt lời ác ngông cuồng. Đã đối bậy như thế mà không biết lỗi sám hối sửa sai, nên sau khi chết rồi, lời ác rủa người lại trổ ngay trên thân mình. Sẵn đây tôi xin kể một câu chuyện, bệnh này do đâu? Có một nữ sĩ tại đạo tràng bên Mỹ, tuổi hơn 40, bỗng bị bệnh mắt, chẳng bao lâu thì mù. Cô hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu? Quả Lâm hỏi, cô hay ăn mắt dê, bò, cá, gà, vịt, nghĩa là rất ưa ăn mắt loài vật, có phải vậy không? Đúng thế, vì ba tôi nói thì lực con quá kém, cần phải ăn nhiều mắt loài vật. Quả Lâm lại hỏi, lúc cô tức giận gây cãi cùng chồng, có phải thường hay nói tôi đúng là mắt mù nên mới lấy loài người như anh? Cô nghe vậy cười nước mắt bảo, lúc đó thầy tôi giận quá nên mới nói như thế, chứ chẳng phải là thật lòng, chỉ nói như vậy mà cũng bị báo ứng hay sao? Lời nói dù thốt ra tùy tiện cũng phát xuất từ tâm mà, hơn nữa nội dung chứa đầy ác ý xúc phạm, gây tổn thương người. Mỗi lần cãi nhau xong, dù làm lành rồi, có phải cô vẫn chưa từng hướng về chồng xin lỗi hoặc thú nhận mình sai bằng mấy câu tạ lỗi như em thật không đúng, xin anh tha thứ? Cô gật đầu. Quả Lâm nói, nếu như do cô tức giận mà nói bậy rồi sau đó biết ăn năn sám lỗi thì tội này không đến nỗi nặng nề như thế, và có lẽ không đến mức giờ đây phải bị mất ánh sáng. Cô hỏi, vậy mắt tôi còn có thể hồi phục chăng? Điều này phải xem cô có thật sự chân thành sám hối hay chăng. Chẳng phải cô vẫn còn ăn thịt chúng sinh hay sao? Cô nói, nhưng tôi ăn tam tịnh nhục mà. Quả Lâm bảo, đây chỉ là phương tiện, Phật tạm hóa độ người sơ cơ, chưa thể ngay trong một lần giết trừ ăn mặn được. Nhưng thực tế thì ăn thịt chính là sát sinh, cái quan niệm ăn gì bổ nấy chính là tà thuyết cực kỳ sai lầm. Nếu muốn mắt sáng lại cần phải giết tuyệt đồ mặn, bao gồm cả trứng, và nguyện ăn chay trường. Nếu cô hiểu được loài vật bị giết ăn đau đớn thống khổ thế nào thì phải lo mà phóng sinh cho nhiều vào. Tụng kinh niệm Phật không phải để cầu mạnh khỏe cho mình, bởi vì bị mù là quả báo tội lỗi của cô. Phải vì những chúng sinh cô ăn giết mà niệm Phật, tụng kinh giúp chúng lìa khổ được vui. Nếu chúng được cầu siêu, mở lòng tha thứ cho cô và chuyển sinh vào thiện đạo rồi, thì tự nhiên thì lực cô sẽ phục hồi. Nhãn căn cô vốn không bị hư, chỉ là do nghiệp lực ngăn che thì lực mà thôi. Cô vui mừng tiếp thọ. Bất kể bạn tin Phật hay không, dù là người xuất gia hay thế tục, thì nhân quả báo ứng không sai mảy may, như bóng theo hình. Cho nên chúng ta thờ Phật không những miệng thường niệm Phật, mà cần phải chú trọng đến tâm ý, nghĩa là trong tâm lúc nào cũng phải có Phật. Vậy mới là quản tâm giỏi, không để nó chạy bậy. Mỗi một niệm trong tâm đều phải tương ưng cùng tri kiến Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Phật dạy thế nào hãy làm theo thế ấy, bởi minh lý không nên làm sai. Nhưng ngoài những lúc niệm Phật ra,
vẫn phải luôn tu, nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ tâm, chẳng khởi tà niệm. Mà chẳng giấy tà niệm tức là Phật niệm. Minh bạch đạo lý này rồi thì tinh tấn trì giới tu hành, niệm niệm giác ngộ, ngôn hành đúng pháp, tức là khai ngộ. Khai ngộ không phải khai mở thiên nhãn thiên nhĩ, mà chỉ là khởi đầu từ chẳng tin Phật thành tin Phật. Đây là tầng khai ngộ đầu tiên. Tiếp theo bắt đầu phát nguyện giữ giới, đó là tầng khai ngộ thứ hai. Tiến đến chịu tu lục đồ vạn hạnh là tầng khai ngộ thứ ba. Cho tới chứng sơ quả, nhị quả, tứ quả, thậm chí đạt nhất địa, thập địa Bồ Tát, cho đến thành Phật, tính ra có vô số tầng khai ngộ. Ác do tâm khởi, thiện từ tâm sinh. Nếu không khiến tâm dừng ác hướng thiện, không nhiếp phục được tâm, thì dù có tu pháp gì, có bái ai làm thầy, cũng không ra khỏi tam giới. Sám văn. Ngài Mục Liên thấy một kẻ có cái lưỡi rất to dài bị đóng đinh, bị lửa đốt cháy hừng hực, chịu khổ suốt ngày đêm. Bèn hỏi Phật: "Y tội gì mà chịu khổ như vậy?" Phật đáp: "Người này xưa kia là chủ chùa, đối với các thầy tỳ kheo, dù là thường trú hay khách, ông đều mắng nhiếc xua đuổi, không cho ăn uống, không chia đồ cúng dường bình đẳng. Vì nhân ấy nên bị như vậy." Giải thích: tín chúng cúng chùa bất kỳ vật gì đều là cúng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Dù là tăng thường trú hay khách đến thì vẫn là tu sĩ, đều có quyền thọ dụng của cúng dường. Nếu xử tệ sẽ bị quả báo đáng sợ. Sám văn. Có một con cá lớn có trăm đầu bị sa vào lưới. Thế Tôn thấy vậy bèn dập định, từ tâm tam muội gọi con cá kia. Cá liền ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá: "Mẹ ngươi ở đâu?" "Mẹ tôi làm con dòi trong nhà xí." Phật bảo các tỳ kheo: "Lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá lớn này làm gì tam tạng? Tỳ kheo do ác khẩu nên bị quả báo nhiều đầu. Còn mẹ ông do tỏ hưởng lợi dưỡng do ông chu cấp nên bị đọa làm con dòi trong cầu tiêu." Phật giải thích: "Mắc phải báo này là do tội ác khẩu, nói lời thô, bịa đặt đâm thọc, làm cho hai bên tranh đấu hỗn loạn. Sau khi chết rồi thì vào địa ngục, bị quỷ sứ đun đỏ khí cụ hành hình để ủi cái lưỡi người có tội, rồi đun đốt đỏ rực cái móc sắt. Móc này có ba mũi nhọn bén như dao, dùng đoạn lưỡi của tội nhân và kéo dài lưỡi ra cho trâu cày. Quỷ còn đốt đỏ chài sắt vọng vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, đền tội xong mới ra khỏi địa ngục, xin làm loài chim. Nếu ác khẩu mạng người, tương lai sẽ bị quả báo có nhiều đầu như rắn hai đầu, dê hai đầu, vân vân." Giải thích: dù tinh thông tam tạng, nhưng nếu phạm lỗi ác khẩu thì cũng xem là không giữ giới luật. Mà không giữ giới thì chẳng phải đệ tử Phật, chỉ là kẻ mượn danh Phật sống bôi nhọ đạo pháp. Tội này lớn không thể nghĩ, bởi một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, ăn mà không tu thì phải mang lông đội sừng đền trả. Thế nên bản thân vị này đã thọ nhận của tính thí nan tiêu, lại còn đem vật chất thuộc của Tam Bảo về cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân, vậy làm sao mà tiêu được hết? Vì vậy mẫu thân ông chết rồi phải làm dòi trong nhà xí, thực rất đáng thương. Đây là lời Phật, ai dám không tin? Theo như tôi biết, hiện tại có những người xuất gia tự tiện đem tài vật của chùa về nhà làm của riêng, thậm chí mỗi tháng đều chuyển tiền về tư gia, tự biến của Tam Bảo thành tài sản riêng nhà mình. Nếu không mau sám hối sửa lỗi, tương lai ác báo họ phải thọ có thể đoán biết được. Phật nói những người thốt lời thô lỗ, ác ngôn xú ngữ, thiêu dệt, ưa đơm đặt chuyện thị phi, chết rồi phải vào địa ngục thọ báo. Chúng ta thường phạm lỗi ác khẩu đâm thọc, nếu không nhanh chóng sám hối còn đợi đến bao giờ? Những câu chửi thề thô tục đầy ác ý dơ bẩn tuyệt không nên thốt ra từ miệng mình. Người mà miệng nói lời xú quế hay mắng người dễ bị bệnh miệng lưỡi lở loét, nghĩa là những chứng bệnh liên quan đến khẩu nghiệp. Những ai mắc bệnh này chữa mãi không lành, có thể đến trước Phật phát nguyện: từ nay về sau con thề dứt tuyệt không ác khẩu hại người, và tụng ba bộ kinh Địa Tạng thì lành.
hàng ngày nên uống 3 chén nước chú đại bi sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được mắng người, phải luôn giữ khẩu đức. Nếu phạm tội ác khẩu hay nói chỉ tục tiểu sẽ bị bướu cổ, bướu miệng. Chúng ta đã nghe kinh dài, hiểu cách lìa khổ được vui. Nếu không mau sửa lỗi ăn năn, còn đợi khi nào? Phật nhắc nhở, mỗi ngày trôi qua, mạng sống tổn giảm như cá ít nước, nào có gì vui, nên phải tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Trước đây, Phật từng tiên đoán, vào thời mạt pháp, tà thuyết hoành hành, sẽ có nhiều người súng nhau công kích lý nhân quả Phật thuyết. Trong đây có cả những gì thuộc nội bộ Phật giáo. Họ có thể là giảng sư, học vấn cao, nhưng lại tự ý chế đặt lý luận theo chủ kiến riêng, lập thuyết bội ngược với giáo lý Phật, và còn trích dẫn kinh điển do họ khảo chứng để chỉ trích Phật giáo, và công khai tuyên bố rằng kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng và các kinh điển Tịnh Độ Mật Tông thể đều là nguyện kinh. Khi họ lập luận tuyên bố như thế, chính là tự tạo tội vào địa ngục cắt lưỡi, sẽ thọ khổ vô cùng.